Đổi biển trong thích phân ba lớp thì ở đây có công thức đổi biển tổng quát này, nó hoàn toàn tương tự như ở trong hai lớp nha các bạn. Ở trong hai lớp thì bạn ở trong hai chiều hả không, thì đổi sang hai biển bên này thì tương tự ba chiều đổi ba biển, nghĩa là bạn sẽ chuyển từ cái miền V ở trong x ô x y z chuyển thành V phẩy ở trong là giả sử như là ô phẩy u v v kép gì đó đấy nha, ba biển vậy. Thì này bạn đổi như sau, x đổi thành x phụ thuộc ba biển u v v kép tương tự y và z cũng như vậy đấy nha. Thì cái phép đổi biển này thực hiện được khi mà thì Jacobi nó khác không. Trong đó Jacobi là cái gì? Là một cái định thức cấp 3 mà có từng thân phần ở đây là lần lượt là x phẩy theo u, v và v kép tương tự y và z. Đấy nhé nào. Chỗ này là z phẩy nhé. Z phẩy theo v, đây là z phẩy theo v kép. Đấy nhé nào. Thì cái đó thì công thức đổi biển tích phân sẽ bằng gì? Nó tương tự phần trước như sau. Thay vì tính tích phân ở trên v của cái hàm ba biển theo biển x, y, z thì bây giờ bạn sẽ tính tích phân ở trên v phẩy, đấy nhá nào, theo biển mới là u v v kép, chỗ nào có x thì đổi thành biểu thức là theo u v kép, đấy nhá, u v v kép y cũng như vậy, z cũng như vậy. Nhớ luôn luôn có một lường đó là gì, trì tuyệt đối của Jacobi, nhớ nhé, đổi biển cái gì cũng vậy phải nhân với trì tuyệt đối của Jacobi và sau đó tính nguyên hàm theo ba biển u v v kép là xong, như thế nào? Thì cái này hoàn toàn tương tự ở phần trước nhỉ. Thì ở đây là ứng dụng cái đổi biển tổng quát đó, bạn áp dụng vào đổi biển qua hệ tọa độ trụ, thì cái nhỉ. Bây giờ nhớ tọa độ trụ là cái gì? Thực chất tọa độ trụ là bao gồm tọa độ cực mà cộng với cao độ z, thì nhá. Cái này bạn chú ý này. Tọa độ trụ nhé. Thì nó đồng nghĩa với việc là gì? Tọa độ cực ở trong hai lớp á, thế như là cộng với trục ô z. Thế như là bằng tọa độ trụ đó. Sẽ có đặc điểm gì? Một cái điểm M nằm trong hệ trục ô x y z đổi sang hệ tọa độ trụ sẽ được biểu diễn qua ba biển là R, phi và z. Đấy nhá nào. R này là gì các bạn? Bạn nhìn vào cái hình hình vẽ trục tọa độ dưới này này. R này sẽ là khoảng cách từ O tới M phẩy đấy nhá. M phẩy này là cái hình chiếu của điểm M lên mặt phẳng OXY đấy nhá. Góc phi, phi sẽ là góc mở ra giữa trục OX và tia OM phẩy đấy nhá, giữa trục OX và cái tia OM phẩy với M phẩy này là hình chiếu đấy nhá. Tiếp tục, tiếp tục là chúng ta có gì, z, z sẽ là cao độ trục ô z này đấy nhá. Thì cái điểm M này mà cao đến bao nhiêu thì bạn cứ lấy cao độ tương tự như vậy. Như vậy thực chất về bản chất thì đổi biển qua tọa độ trụ này nó hoàn toàn giống như việc bạn vừa làm hai cái ví dụ vừa rồi, đó là gì, là chặn z này, giả sử như bạn chặn z hả, đây bạn chặn z nằm trong khoảng nào, z nằm nằm ở đây đúng không, z nằm đây, sau đó là gì, hình chiếu là đây như nào, và hình chiếu này lát nữa bạn sẽ đổi biển qua tọa độ trụ, thì hai cái công việc này nó hoàn toàn giống như là một bước, đó là đổi biển. À, đổi xin lỗi, sau đó đổi biển qua tọa độ cực thì nó hoàn toàn tương tự như việc là làm đổi biển qua tọa độ trụ ngay từ đầu. Thế nhỉ? Bạn nhớ cho cô nhá. Như vậy ở trong này R này này, R này sẽ là gì? Là khoảng cách từ O tới O này tới M phẩy. Thế nhé nào. Trong đó M phẩy là hình chiếu của điểm M x, y, z này, bên này này. Rồi, tiếp. Góc phi, góc hợp bởi trục OX và OM phẩy, Z, Z là cao độ của điểm M, thực tế nó như thế nào? Định thức Jacobi sẽ được tính theo công thức này. Vì sao? Bây giờ bạn tưởng tượng nhé, X là thế này đúng không? Bây giờ bạn lấy ở đây có ba biển là R, phi và Z đấy nhé nào. Thì khi bạn tính bạn có gì? Bây giờ đổi biển qua tọa độ trụ này.
thì bạn sẽ có là x sẽ bằng r cột phi, hoàn toàn tương tự phải không? Y sẽ bằng r sin phi, z sẽ bằng z, à, yeah. Như vậy nó hoàn toàn tương tự phần trước. Thì giao của bi ở đây sẽ bằng gì? Định thức x phẩy theo r, x phẩy theo phi, x phẩy theo z, tương tự. Rồi là z phẩy phải z phẩy theo phi đấy nha, và z phẩy theo z. Như vậy chỗ này bằng bao nhiêu? X thì bằng r cột phải không? Như vậy đáo hàm theo r thì còn cột đúng không? Phi cột đáo hàm bằng trừ sin, như vậy trừ r sin phi. X phải theo z mà rõ ràng trong cái biểu thức này không có chữ z, như vậy đáo hàm theo z thì bằng bằng không. Y phải theo r như vậy sẽ được gì? Sin phi phải không? Đáo hàm sin thì bằng cột, như vậy r cột phi. Y này cũng hoàn toàn không có z, như vậy chỗ này sẽ được gì? Được không? Z bằng z, đáo hàm theo r đương nhiên bằng không, bởi vì không có cái chữ r nào trong vế này cả, đúng nhá. Phi cũng tương tự bằng không. Đáo hàm theo z thì bằng bằng một, đúng nhá nào. Đây là một cái định thức cấp 3. Cô khai triển theo cột này chẳng hạn, đúng nhá. Thì phân tử này là gì? Đáp án A33 đúng không? Như vậy sẽ là một là A33 là nhân với trừ một mũ một cộng một này, cái tiệm định thức này, nhân với định thức con tương ứng khi bỏ đi hàng ba cột ba, như vậy cột trừ r sin phi, bên này sin phi, bên này là gì? R cột phi. Như vậy tính ra nhân chéo trừ nhân chéo, như vậy r cột bình trừ đi trừ r sin bình, như vậy tổng lại là bằng r, đầu này bằng một. Như vậy đối với trường hợp là chưa bán trong hệ tọa độ trụ thì Jacobi vẫn bằng r, nhớ nhé. Rồi thì sau khi bạn đổi được Jacobi bằng r rồi, bạn đổi biến như sau: tích phân trên v, bây giờ tính tích phân ở trên v phẩy này nhá, chặn theo ba biến r phi và z. Chỗ nào có r phi z thì thay bởi xin lỗi x y z, thì bây giờ sẽ thay lại bởi r phi z, có nghĩa là chỗ nào có z thì để nguyên đấy nhá. Rồi nhân với trì tuyệt đối của Jacobi thì nhân với r, sau đó lấy nguyên hàm theo r phi z là xong đấy nha. Bạn nhớ kỹ cách xác định r và phi trong trường hợp tọa độ trụ, bởi vì sau phần này còn có tọa độ cầu nữa thì bạn sẽ bị rối đấy nhá. Nhớ nhé, nhớ cái hình này cho cô nhé, r lấy ở đâu và phi lấy ở đâu. Lưu ý khi miền V có biên là các mặt paraboloid này, nón trụ có hình chiếu lên OXY là hình tròn, hoặc là hàm lấy tích phân có biểu thức chứa x bình cộng y bình, thì ta sẽ thường là đổi biến của tọa độ trụ. Đây là dấu hiệu để nhận biết khi nào dùng tọa độ trụ nha các bạn. Bạn có phương pháp về nhưng mà dùng nó khi nào là khi có những cái đặc điểm đó. Tiếp tục. Bạn nào ghi thì ghi nhá, ghi sơ để biết nhá. Bây giờ chúng ta có cái bài, bài này quen không các bạn? Bài này thực chất là bài đã làm rồi, được biết nào. Bài này thực chất là làm rồi. Như làm bài này nhá. Tích phân ở đây là tích phân ở trên V. Yeah. Rồi. Bây giờ hình này là hình gì ạ? Hình này hình gì nhỉ? Hình này hình gì nhỉ? Trả lời nhỉ?
Có ai còn ngồi đấy không ấy? Đâu hết rồi. Hình trụ, chính xác, hình trụ nhá. Rồi, trụ tròn. Rồi, Z chạy từ 1 tới 2. Đấy nhá. Như vậy các bạn sẽ có hình như thế nào? Lắc quả hả? Yeah. Các bạn khả có bị lắc không các bạn? À, lắc quả hả? Ok. À, màn hình hơi nhòa hả? Các bạn khả thì thế nào? Em nói hết nha. À, mới hết nha hả? Ừ. Nhưng mà cũng hên xui mà. Em ok. À, vậy là tùy nơi rồi. Mạng bữa nay cũng hơi yếu nữa. Tới 4 giờ là hết á. Là sao? Nói như vậy nghĩa là sao? Rồi bây giờ bạn có này. À, chỗ này là 1 đúng không? Chỗ này là 2, chỗ này là 1 này. Chỗ này là 2 này, số 1, số 1. Thì bây giờ bạn sẽ vẽ cái đường tròn bán kính bằng 1 đúng không? Bên này. Cô vẽ hơi bừa thế vậy. Đấy thôi. Như vậy là một cái hình trụ lơ lửng hả? Trên này hơi mẹo này. Rồi nên nổi lại. Thì bạn thấy này. Bên này 1 phải không? Bên này 2 phải không? Bây giờ bạn nhìn nhìn nhận cái hình này thì bạn thấy cho cô là dễ sẽ chạy từ mấy mấy. Dễ từ mấy đến mấy nha. Dễ trong trường hợp này chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu nha? Một hai đúng chứ, bạn thấy rõ ràng ở đây tất cả đều nhau, như vậy dạy sẽ chạy từ 1 tới 2 đấy chứ nhỉ. Như vậy ở đây nếu như bạn đổi biến qua tọa độ trụ này, x sẽ bằng r cột phi, y sẽ bằng r sin phi, z bằng z đúng không, Jacobi bằng r đúng không, bởi vì hình này là hình trụ đúng chứ nào, nó sẽ nằm ở trong cái nhận biết là gì, sẽ dùng đổi biến qua tọa độ trụ được đấy nhá. Thế là bạn làm thế này luôn. V ở đây sẽ bằng gì? Đổi biến V rồi thì V phẩy R phi và Z đấy nhá. Rồi thuộc vào R3. Trong đó này, Z thì bạn dễ thể là 1 đến 3, 1 đến 2 rồi. Cái R và cái phi này sẽ dựa vào cái gì? Dựa vào hình chiếu đúng không? Mà bạn nhìn vào hình trụ tròn này thì bạn sẽ biết là chiếu xuống sẽ là cái hình tròn ở phía dưới này. Hình chiếu xuống sẽ là hình tròn ở đây, đấy nhất là cũng là tấm ô mà bán kính R bằng bằng 1 luôn. Như vậy rõ ràng nhìn vào đây thì bạn thấy là cái R sẽ chạy từ mấy đến mấy dựa vào hình chiếu. Thì R sẽ chạy mấy đến mấy đây? R sẽ chạy từ 0 1 đúng nhá, và biết luôn là phi sẽ chạy 0 2 pi, tương tự như là hình hình đổi biến trong tọa độ cực thế đó, đấy nhất là bạn dựa vào hình chiếu để bạn xác định. Đấy nhá. Như vậy sau khi bạn đổi biến qua tọa độ trừ thì bạn làm ngay lập tức được cái cụm này luôn. Và cái tích phân y này sẽ bằng gì? Tích phân ở trên v phẩy đúng không? X pin cộng y pin. X pin là lượng này pin cộng với y pin là lượng này pin. Như vậy sẽ là R cột R pin cột pin cộng với R pin sin pin sẽ bằng R pin đúng không? Như vậy chỗ này vẫn là R pin nhân với trị tuyệt đối của Jacobi sẽ là R.
nhất là DR, DP, DZ đấy nhá. Rồi, như vậy lượng này sẽ bằng bao nhiêu? À, ba thằng này đều là cần số hết rồi, như vậy là 0, 2, DZ đấy nhá. 0, 1, R, mũ 3, DR và ông V nó tách ra thành ba hàm riêng biệt, cần đều là cần số, do đó bạn đưa về ba cái difference xác định nhân với nhau. Đấy nhá. Và làm ra một cách rất là nhanh chóng. Như vậy chỗ này sẽ là ZS cần 0,2 nhân với R mũ 4 chia 4 cần 0,1 nhân với gì? Phi cần 0,2 phi. Như vậy chỗ này sẽ được là 2 phải không? Nhân với gì? 1/4 phải không? Nhân với 2 phi phải không? Như vậy sẽ được là pi. Được chưa? Làm bài kiểu này nó rất là gọn. Đương nhiên bài nào mà đổi biến qua giáo đồ trù được thì có nghĩa là bạn làm theo cách bên kia cũng được, tức là bạn chặn giá trước. Nhưng mà bài này chặn giá thì giá sẽ chạy 1 tới 2. Còn hình chiếu D sẽ thuộc vào hình chiếu là hình tròn, sau đó bạn sẽ đổi biến qua giáo đồ cực thì nó cũng hoàn toàn tương tự việc bạn làm ngay lập tức đổi qua giáo đồ trù. Đương nhiên là làm qua giáo đồ trù thì nó sẽ trình bày gọn hơn. Biết nào? Làm bên này thì nó gọn hơn bài bên kia. Có hiểu không các bạn? Hiểu không? Đổi biến qua tọa độ trù là bạn đi theo cái cụm này, đổi biến như vậy nhé. Giờ quy bằng R và chặn ngay lập tức cái V phẩy thế này luôn. Được chứ nhỉ? Dạ ổn không? Rồi, ok. Bài này thử các bạn thử làm ra giấy rồi nhé nào, và bạn nào làm nhanh thì gửi cho cô. Cái này cũng hoàn toàn tương tự bài lúc nãy cho ta làm, tương tự nhé. Dạ con cho em cô lưu lại chút xíu em chỉ đúng không? Đây. Chưa được. Cô sẽ cắt cái đề qua cho các bạn vừa nhìn bài bên này vừa làm luôn. Rồi, bây giờ này. Dạ quay em chụp rồi. Ok. Anh cảm ơn. Rồi. Bây giờ cơ hội cho các bạn nhé, lấy điểm nhé. Dùng đổi biến qua tọa độ trù để giải cái bài này cho cô. Bạn nào làm nhanh gửi qua Zalo cho cô. Hình mới đó là hình gì các bạn? Hình đó sẽ là hình nón đấy nhá.
Bạn nào làm được gửi bài qua Zalo cho cô nha. Cô cấp tiếng lên thì nó khô không cô? Ơi sao em? Bài cô cấp tiếng lên thì nó khô không? Em nói với cô nghe được không? Dạ em đang làm bài cô mở tiếng bất ngờ lên cái nó khô không? À vậy hả? Ừ. Mất hôn đó nè. Ừ. Sắp xong chưa? Rồi xong làm đâu sẽ thấy tào lao rồi. Yeah. Con chào hỏi cái bán này nhiều không? Cô đâu có tiện đâu, chưa biết. Cứ gửi đi. Cô cũng quan trọng đáp án là đáp án là khi các bạn đi thi thôi. Chứ còn bây giờ á, bây giờ là làm là biết kết đối cần, biết xác định là ổn rồi. Đúng nhá. Rồi, bạn Phi Phi gửi bài. À, nhớ cho cô là phải đặt thêm dẹt bằng dẹt đấy nhá. Nếu như bạn chỉ đặt error bằng x bằng error code y bằng error sin thì mới chỉ là gì bán tọa độ cực thôi. Dẹt không một hả? Dạy không một là chưa đủ. Hình này là hình gì? Đấy không phải là paraboloid đâu nhá. Đây là hình nón nhá. Nhá, đây là hình nón và bị chặn ở trên bởi mặt phẳng dạy bằng một. Đấy nhá. Như vậy bài của bạn Phi là chưa chính xác này. Bạn vẽ đây thứ nhất là vẽ paraboloid này nhá. Là thứ hai, ở đây dạy không phải chạy từ 0 tới 1. Rồi không cần phải thú đâu đó, cũng được thì để cho biết thôi sao đấy. Rồi rồi cô nhận tiếp bài của bạn in. Rồi, ok bây giờ cô sẽ bóc những cái này qua để phân tích cùng các bạn. Có bạn nào đang làm nữa không? Có ai đang làm bài không? Còn ai muốn nộp nữa không? Trương Khang, ok. Rồi, Trung Nguyên cứ làm đi nha. Trung Nguyên làm đi. Cô chuẩn bị bên này thôi.
Rồi, phi hương sữa này đúng không? Khi là hơi nhòe. Rồi. Ok. Quá xong chưa? Trung Nguyên được đến đâu rồi nhỉ? Gửi cho cô nha. Trung Pha. Trung Pha là Trung Nguyên khác nhau đúng không? Hai bạn khác nhau chứ đúng không? Ok, rồi, bây giờ cô sẽ nói. Hai cái bài này. Nhìn vào đây nhòe quá nha. Nhá. Và nhìn bài đây này trước này. Bạn để ý bài của bạn anh trước. Đây bạn có gì? Bạn thứ nhất là bạn xác định được đây là hình nón. Ok, được nhá. Thứ hai là nón ở trên này thì phải gì của bạn? Nét này là nét liền chứ không phải nét đứt nữa. Đấy nhá, vẽ nét liền như con. Rồi, ok này. Giao tuyến giữa cái mặt nón và cái này sẽ là đường tròn bán kính bằng 1 trên mặt phẳng diện bằng 1 là đúng này. Nhá, cái này đúng này. Sau đó bạn sử dụng đổi biến của tọa độ trụ đặt là x sẽ bằng thế này, y bằng thế này, z bằng z, không có bằng 1 ở đây nhá. Z bằng z thôi, em đang đổi biến mà. Đấy nhá là z chỉ bằng z thôi. Trên này là cái gì các bạn? Trên này là bạn tìm cái giao tuyến. Đấy nhá, giao tuyến là gì? Là giao của cái mặt nón, nón đang ra là từ dưới này kéo dài lên này. Và còn dài lên nữa, được nhá. Mà bây giờ đi giao với cái mặt phẳng z bằng 1, z bằng 1 là cái mặt phẳng mà tràn ra từ cái vị trí này nó tỏa ra đúng không? Thì nó cắt với cái thằng này thì tạo thành cái hình tròn ở đây. Cái đường tròn ở đây, được nhá. Thì đây là giao tuyến là ám chỉ cái đường tròn này thôi. Chứ không có nghĩa là z ở đây luôn luôn bằng 1, được nhá. Z ở đây là đặt bằng z. V phẩy này gì? V phẩy này là ba biến r phi z đúng rồi. Trong đó z này sẽ nằm trong khoảng từ 1 tới đúng là căn bậc 2 của x bình còn y bình. Mà bây giờ đã đổi sang biến là gì ở bán r phi và z rồi thì ở chỗ này sẽ không xuất hiện x y nữa mà căn bậc 2 của x bình còn y bình thì bạn ghi lại là e r cho cô. Đúng không? Rồi e r thì sẽ chạy từ 0 tới 1. Phi thì chạy từ 0 tới 2 pi đóng ngoặc lại 0 2 pi chỗ này là cái dấu ngoặc là cái gì đây như này rồi như vậy tích phân y này sẽ là căn bậc 2 của r ha thứ hai của chúng ta là gì căn bậc 2 của x bình có y bình là căn bậc 2 của r bình đúng rồi nhân với giao của bi là r d phi d z chính xác chỗ này
ghi là error luôn. Nhớ này, bên này đã con r phi giải thôi chứ không có x y nữa, thì đây không ghi biến x y nữa đấy nhá. Rồi trên này là một chính xác, cô ghi xuống đây cho nó dễ nhìn. 01 error bin 02 pd phi, đúng rồi. Rồi cô chỉ chậm đến ngang đây thôi đấy nhá. Nào dưới này tính toán thì từ xem lại đấy nhá. Nào như vậy nhìn chung là bạn có biết được có đổi biến này đấy nhá, có hiểu cái chẵn nhưng mà quên đổi sang error thôi nhá. Bạn lưu ý cái này thì vì cô cũng chưa nói nữa. Error phi chết đấy nhá. Nào như vậy rõ ràng trong này không còn x y nữa, chỗ nào có x y đổi qua error luôn đấy nhá. Như vậy đây căn bậc hai của x bin của y bin là error đấy nhá. Nào rồi như vậy chẵn ba cần r phi z là đúng, ghi lại công thức đúng rồi nhá. Rồi bài này 9 điểm nhá. Tiếp bài khác, đây là Nguyễn Trung Pha. Em sửa lại ở cô, rồi ok. Hơi mơ một chút xíu, đấy nha. Cô thả sang bên này, cô sửa bài cho bạn, chỗ này xóa đi. Rồi bạn có gì? Giao tuyến phải không? Bạn cũng đi tìm giao tuyến đấy nhá. Giao tuyến là đây, đúng này. Bạn làm theo kiểu kia, tức là bạn làm theo kiểu là đổi biến, tức là làm theo kiểu bình thường của tiết phân ba lớp các bạn. Chứ vì nếu như mà trường hợp mà làm kiểu bên này thì không cần ghi ra D nữa, không cần ghi hình chiếu nữa đấy nhá. Rồi để đây nếu như đưa về đây được rồi là tiết phân hai lớp rồi em, và đây là gì các bạn, đổi biến trong toàn độ cực rồi. Nếu như trong hai lớp đổi biến kiểu này, chỗ này còn dễ nữa rồi đấy nhá, thì sẽ là đổi biến của toàn độ cực. Còn trường hợp em đổi ngay từ đầu, đổi ngay từ đầu để chặn cái v này chuyển thành v phẩy r phi và z thì nó mới là đổi biến qua toàn độ cực đấy nhá. Nào rồi thì ở đây đương nhiên bài của bạn làm thì vẫn đúng, nhưng mà không phải là theo toàn độ cực thôi đấy nhá. Rồi đấy không phải là toàn độ cực nữa rồi, bởi vì em thấy là em ở đây em đặt là r xin lỗi x y và z phải không, nhưng mà trong chỗ này em chặn d chỉ có x có r và phi thôi, đâu có em đâu có chặn z nữa đâu. Đúng như là như vậy về bản chất đấy là em làm theo cách một mà chưa học tọa độ cực á, chưa học tọa độ trụ á, đúng chứ nhỉ. Rồi nhưng mà đương nhiên làm thì vẫn đúng. Cái này không đúng theo yêu cầu của cô là tọa độ trụ đúng nhá, như là 8 điểm. Đương nhiên đúng vẫn đúng rồi, cách làm thì vẫn đúng, nhưng mà phương pháp không đúng như cô yêu cầu đúng nhá. Chỗ này là cũng bằng Trung Pha phải không? Trường Khang thu hồi rồi à? Hết rồi. Rồi như vậy có hai bài vậy thôi đấy nhá. Các bạn hiểu bài không nhỉ? Một người Nguyễn Trung phải không? Chứ không phải là Trung Nguyễn phải không? Vậy bây giờ cô khởi đầu là Trung Nguyễn. Nguyễn Trung Pha. Ok. Bây giờ cái bài này đâu? Bài này đây. Thì bạn có này, giao tuyến là gì hả bạn? Bạn thậm chí là bạn khi bạn quen rồi, không cần phải giao tuyến gì luôn, vẽ luôn. Cái này là vẽ đai đấy hả? Không cần phải nhìn tọa độ gì cả đấy nhá. Nào đây một rồi đấy nhá, trên này chữ s, bên này x, bên này y.
Bây giờ nếu như bạn cẩn thận ghi giao tuyến ra để biết đấy nha, là gì? X pin còn ghi pin bằng Z pin và Z này bằng bằng một, được nhá. Như vậy từ đây bạn sẽ thấy gì? Bạn sẽ được là X pin còn ghi pin bằng một, Z bằng một. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó sẽ hợp lại bởi hai cái mặt, mà thứ nhất là Z bằng một, thứ hai là cái hình trụ, được nhá nào. Như vậy cái hình trụ mà ở trong mặt phẳng Z bằng một thì chỉ có một cái đường tròn thôi. Nếu như bạn thể hiện cái này qua hình thì bạn có thể thấy là trục ô dẹt về đúng không? Bên này x, bên này y, bên này dẹt này. Vị trí này là một đúng không? Thì xung quanh này có một cái đường tròn bạn kết bằng một. Đây chỉ là cái giao tuyến mà bạn vừa tìm ở trên. Thứ nhất là một cái đường tròn lơ lửng như thế thôi. Giống như cái đĩa bay vậy các bạn. Thấy nhá, nó nằm ở đây thôi. Đơn giản vậy. Thấy nhá. Rồi thì nó chỉ là cái vần của cái miếng ở đây này đây, cái vần đây này. Bây giờ nếu như bạn đổi biến qua toàn độ trụ thì bạn đã đặt gì ở bạn? X sẽ bằng R của phi, Y sẽ bằng R sin phi. Z sẽ bằng gì? Z. Jacobi sẽ bằng R. Nghĩa là V phẩy trong trường hợp này sẽ bằng gì? R phi và Z thuộc R mũ 3. R xác định dựa vào cái gì? R xác định dựa vào hình chiếu. Mà hình chiếu ở đây bạn nhìn qua bạn nhớ là đây là gì? Chiếu xuống là hình tròn tâm O bạn kiếm bằng một đúng không? Như vậy lấy nguyên cả cái hình tròn này, do đó R này chạy không một phi nguyên cả hình tròn không hai pi. Z thì sao? Z thì bạn thấy này, cao nhất là ở trên này phải không? Và thấp hơn là chỉ là cái vần xung quanh của cái nó này. Đấy nhá. Như vậy cao nhất là bằng 1, thấp sẽ là gì? Z. Từ cái phương trình này bạn sẽ suy ra được Z sẽ bằng căn bậc 2 của x pin cộng y pin. Thứ nhất là đủ này. Nhưng mà nhớ ở đây là bây giờ chỉ có biểu diễn qua R phi Z thôi. Mà x pin cộng y pin sẽ là R pin. Như vậy thằng này là căn bậc 2 của R pin thì sẽ bằng R. Chặn luôn, ghi đây chữ R. Ok chưa các bạn? Ghi chữ R kiểu này luôn. Đấy nhé. Rồi. Như vậy ở đây bạn sẽ có cái phần như sau. Y bằng. Tiếp phân ở trên V phẩy. Thì căn bậc 2 này sẽ là R. Đúng nhá. Jacobi là R. Đấy nhé nào. DR, DP. DZ. Đấy nhá. Bây giờ trong trường hợp này thì bạn thấy là biến Z này còn phụ thuộc vào R và ông như vậy phải lấy nguyên hàm từ Z trước. Như vậy là 01 DR 02P DP. Chỗ này R pin 0 Z. À xin lỗi, R Z D, à, R1 đấy nhá này. D Z. Như vậy lượng này nguyên hàm đấy sẽ được bao nhiêu? 02P D phi. Bên này 01 đấy nhá. Chỗ này sẽ là R pin Z, thế cần Z bằng R và Z bằng 1 DR. À, chỗ này phi nó không có liên quan gì đến phần sau cả, do đó tính luôn được là phi cần từ 0 tới 2 pi nhân với bên này là 0 1 bao nhiêu đây? Thế Z bằng 1 vào đấy nhá. Như vậy là 1 trừ đi R này nhân với R pin này đi R đúng nhá. Tiếp. Chỗ này bạn tiếp tục lấy nguyên hàm thì được bao nhiêu? Đầu tiên được 2 pi, chỗ này là 0,1. Lấy luôn nhé, lấy luôn khỏi ghi lại nữa. Chỗ này R pin như vậy được R mũ 3 chia 3. Trừ đi R mũ 3 thì R mũ 4 chia 4. Thế cần 0,1. Đấy nhé nào. Như vậy được 2 pi nhân với 1 phần 3 trừ đi 1 phần 4. 0 là 0 rồi, như vậy đây 1 phần 12. Rút gọn là còn pi chia 6. Được chưa nhỉ? Các bạn hiểu không? Rồi, ok, hiểu không? Rồi. Từ từ cô em chia cái cô. Ừ. Cô chưa làm gì cả. Rồi.
em xong rồi con nha. Dạ cô. Ok, ừ, nha. Bây giờ tiếp này. À, đổi biến của toàn đồ câu rồi thôi. Như vậy hôm nay là chỉ ví dụ chỉ ngang chương đó thôi. Bây giờ bạn xem cái bài tập chương 2 cho cô. Toàn đồ trụ. Bây giờ bạn làm câu B này cho cô này. 2.14B. Nghỉ nghỉ chưa cô? Ngồi sớm giờ vậy hả? Muốn nghỉ phải không? Rồi. Ok, cho nghỉ. Nhưng mà bây giờ bài tập này. À, thứ nhất là 2.14. 2.14 các bạn làm cho cô câu A, B, C và làm hết nhé. Thế này này, tức là bạn có thể tính ra đáp số là chỉ cần vài câu thôi, nhưng mà bạn phải đổi được biến, vẽ được hình và chặn được miền. Các bạn hiểu không nào? Bạn không cần phải tính toàn bộ, nhưng mà bạn phải làm được cho cô công đoạn là từ đâu, là từ ban đầu được nhá. Bạn làm từng bài một, bạn vẽ được cái hình nha, đổi được miền nha, bạn xác định được để ngang đây cho cô là được, từ đây trở về trên. Bạn hiểu không? Cái phần dưới này thì là kỹ thuật tính toán thôi, thì không cần phải tính nhiều, tính một hai à, tính hai ba câu gì đó thôi, còn tất cả các câu còn lại là phải xác định được cái miền này là quan trọng, được chưa? Rồi, như vậy bây giờ bài 2.14 này làm hết cho cô nha. Tiếp quay trở lên trên này. Quay trở lên đến nay, bây giờ hôm bữa đang còn non nên cô chưa chưa ra nhiều. Bây giờ làm cho cô thêm câu E này, 2.13E. Được nhá. Thêm 2.13 câu E. Được nhá nào. Rồi. Quay lên ở phía trên. Tiếp tục cho cô. 2.8. 2.8 làm cho cô cùng ABCD luôn. Nhưng mà có thể là ý là không cần phải tính toàn bộ tích phân, nhưng mà cũng theo cái cách thức như bài 2.14, đó là vẽ được hình, xác định được miền, đổi được cần, được chứ, viết lại được tích phân ở trong cái miền mới, còn tính thì không cần, không yêu cầu phải tính hết, được chứ nào, nhưng mà chắc chắn phải đổi được miền trước, được chứ. Rồi thì bạn cứ làm đi, rồi có gì cô sẽ hướng dẫn sửa bài tập cho các bạn sau, được chứ nha. Rồi có hỏi gì hôm nay nữa không?